Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 17 tháng 7 năm 2023 giá tăng cao. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long ổn định so với hôm qua, thị trường giao dịch sôi động, giá neo cao. Một vài nơi nông dân chào giá ở mức cao, nguồn cung khan hiếm, giá tham khảo cách 10 ngày trở lại. Dẹp cái khẩu đó đi.